Dạ rồi, hello, em xin chào tất cả mọi người ha. Chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi của em nha. Đó, thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên bếp phục vụ cho anh em. Thì hôm nay em sẽ lên được 31 số anh em ha. À, đó, thì anh em xem coi có món nào phù hợp với công việc thì cứ liên hệ em qua số điện thoại. Em có ghi dưới phần tiêu đề nha anh em. Đó, thì giá hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em ha. Đó, anh em vui lòng chịu phí vận chuyển giùm em khi mua hàng ha. Là giá hôm nay là giá chưa bao gồm phí vận chuyển anh em, nên em để giá cũng tương đối cho anh em ha, hay là giá không có phí vận chuyển đó. Rồi thì anh em ở vùng dịch thì cứ để nhận hàng giùm em ha. Em cũng đã gửi một số tỉnh ha, còn tỉnh nào mà gửi chưa được thì em cũng chưa có gửi anh em, em còn lưu hàng cho anh em đây nè. Đó, rồi anh em mua đi, cứ gửi không được thì em lưu hàng cho anh em ha. Rồi em vô chi tiết từng món cho anh em xem ha. Đầu tiên mã số 1 bán giá 120.000 ha. Nè, 120.000 cho bộ chìa khóa miệng anh em. Coi khóa máy nha. 14, 12, 12, 14. Rồi 17, 14. 17, 14. 17, 14. Rồi, bộ này bỏ anh em ơi. Bộ này bỏ ra số 1 đi ha, em lộn rồi. Đó, số 1 này toàn là 17 với 14 thôi à. Rồi, không khỏi nha. Rồi. Số 2 anh em ha. Đó, số 2 là một đống búa nè, em thanh lý anh em 200.000 ha. Một cái cán nè. Đó. Hai cái vỏ đầu búa nè ha. Nè. Đó, hai ha. Rồi, cây này búa nè. Ba ha, nó có búa bi nữa nè anh em. Búa bi mini ha, 4 ha. 5 ha. 6 ha. Đó, 6 món đánh giá 200 nha anh em. Rồi, mã số 2 200. Đó, cho bộ búa ha, số 2 200. Tiếp theo mã số 3, 4 món nha, bán 200.000 luôn nha. 5 món chứ. Gồm ha, vậy anh em mình sen đồ qua chế cháo gì đó ha. Đó, khoét hạch cao anh em. Nè, mũi này còn. Dạ. Nè, cái này thì nó bị gãy mũi đây ha. Rồi, mũi này còn nguyên nè. Nó bị gãy cái này. Đó, mũi này nguyên nè. Đó, mũi này cũng còn nguyên nha anh em. Đó, 1, 2, 3, 4 mũi ha. 4 mũi với cái mũi khoét lỗ nè nè. Lỗ này lỗ 42 gì nè. 42, 39 gì nè. 40. 40, 39 gì đó ha. Đó, rồi 5 cái bán 300 ha, 200 ha. Rồi, mã số 3, 200. Tiếp theo mã số 4 bán giá 100.000 anh em. Đó, hai cây. Hai xây 200 anh em, thanh lý cho anh em xài luôn ha. 100.000. Đó, hoạt động bình thường anh em nè, răng nè, cây này 26 ha. Nè, đó, cây này đẹp. Rồi, mã số 4 100.000 ha. Tiếp theo mã số 5 130.000 cho bộ kềm anh em. Điện nè. Đó. Mini ha. Tầm 12 13 không anh em. Đó, 12 13 cm gì á. Rồi. Đó, ba cây ha. 130 anh em, găng hàm nè, đó. Rồi mã số 5 130, đó kiểm cắt nè. Có lò xo luôn. Rồi mã số 5 130 ha. Tiếp theo mã số 6 bán 150 ha, cây này có chữ nè. Nó kéo đúc nguyên khối. Lưỡi không mẻ anh em ha. Nè. Rồi cây này thì có chiều dài là 22 rưỡi. Đó, cây này thì có bao da rồi luôn. Rồi mã số 6 150.000. Tiếp theo số 7 bán giá 100.000 ha. Số 7 100. Gồm 3 món anh em. Nè, cây kìm này, kìm cạp ha, cạp đinh nè. Đó, có chữ nè. Đó, rồi phía sau này nó có cây Saben mini nè, rồi cây nại nè ha. Cái này thì nó có chiều dài
14,5 đó. Còn cây xà beng nè, mini nữa nè ha đó. Cây này cho mấy anh em thợ tủ rồi ha. Cây này chừng 18 hai tắc gì vậy? Cây này hai tắc gì ha. Rồi coi cây này đục coi nại nè. Rồi mã số 7 ha, số 7 bán giá 100 anh em. Rồi số 7 100 ha. Rồi tiếp theo số 8. Đó, số 8 không ai truyền đồ cho nên nó lấy tới rồi. Số 8 bán giá 200. Đó, cây này thép trắng anh em ha, lưỡi nè. Lưỡi thì có chữ nè, đó anh em thấy ha, chữ ha. Lưỡi thì chống trượt phía trong luôn. Cán anh em, cán phía sau này có cái bao nhựa ở ngoài nè, cầm rất là mềm tay. Nó cán còn rất là mới nè. Răng nè ha, đó anh em thấy ha. Lưỡi thép trắng anh em. Ngoại hình ha. Thì cái cây này nó có chiều dài khá là dài anh em. Cái lưỡi nó là hai tấc nè ha. Lưỡi hai tấc hết trơn là 65 anh em ha. Lưỡi hai tấc cán hết trơn luôn 65, mã số 8 bán giá 200 ha. Nó có chữ nghĩa đồ đàng hoàng, số 8 200. Rồi số 9. Số 9 bán giá 120 cho hai kéo cá ha. Nè, chữ nghĩa đâu có hết nha anh. Đó, cây bên đây thì chữ đây ha. Đó, còn này cây cán. Nè, lưỡi không mã anh em ha. Rồi cái này 16,5 anh em. Một cây dài 16,5, cây dài 15 ha. Đó, hai cây. Rồi mã số 9 bán giá 120 anh em. Tiếp theo số 10. Gồm 24 cây. 4 cây cắt ton, em bán giá 250.000. Đầu tiên cây này cắt thẳng nè. Đó, chữ nghĩa đâu có hết. Đó. Nhăn rồi không mẻ ha, rất là dày dặn anh em. Cây này dài 22 ha. Rồi cây này cắt cong nè, nó mỏ cong nè, nó chữ nghĩa đâu có luôn ha. Nè thân nè, này dài 22 luôn. Rồi cây này cắt lượng sóng nè. Nè có chữ luôn ha, nó chữ đây ha. Rồi cái này dài 28,5 nha. Đó, còn cái này nó cắt kiểu sao em cũng không rành luôn. Nó cắt như không như bấm sóng bấm lỗ vậy anh em ha. Nè. Nè, có chữ nè ha. Đây chữ nè nè. Cái này dài 30 anh em. Rồi mã số 10 bán giá 250.000 ha, 4 cây anh em, đủ kiểu. Tiếp theo 11 bán giá 200 cho cây hai cây bấm cót nè. Cây này cắt tuốt dây nè, từ 0.75 tới 3.5.5 luôn, tuốt dây ha, đầu ngoài thì bấm cót. Đó, mua hai cây này thì rất là tiện lợi anh em, xài cái nào cũng được ha. Rồi, cây này thì bấm cót luôn. Cây này chữ Nhật không à, không biết nó cót mấy nữa, chắc cũng cỡ hai ngoài á. Rất là mới anh em. Nè, cây này nó có thể bấm dây là 5.000V luôn anh em. Đó. Còn hoạt động bình thường nè ha. Rồi cây này có chiều dài, cây trên thì chiều dài là 2 tấc, cây dưới chiều dài 26 ha. Cây 2 tấc, cây 26. Rồi mã 11 bán giá 120. Rồi tiếp theo 12 bán giá 100. Đó, do cây này nó hơi xấu, nó tơ C250 xấu và ngặt cái nó được có cái lò xo. Xấu dít nè anh em. Găng nè ha. Hơi dập dập xíu. Dập dập xíu. Nhưng mà nó có lò xo ha. Bao da thì nó hơi dập ha. Rồi mã số 12 bán giá 100.000. Tiếp theo 13 là một cặp của mặt veo luôn, bán giá 210.000 anh em. Cắt tuốt dây nè. Đó, 0.75 đến 5.5. Đó, mặt veo hết. Đó. Cái này xây bự. Nó bấm cót này thì bấm tới 12.5. Phải không? 12.5 đúng rồi. Đó. Rồi, hai cây anh em, hai cây cũng mặt veo hết.
Rồi, mã 13 bán giá 210.000 ha. Đó, ngoại hình nè. 210.000 mã 13. Rồi, 14 bán giá 90.000 ha. Hai cây lấy dấu sọt gì nè, đó. Cây bự cây nhỏ nè. Cây này có chữ nè ha. Rồi cây cây bên đây không có chữ anh em. Cây bự cây nhỏ bán giá 90. Đó, cây dài 29, cây dài 26 ha. Rồi mã số 14 bán giá 90.000 ha. Tiếp theo 15. 15 thì 2 4 5 cây kìm và chéo bán giá 150.000 anh em. Cây này dài 15 nè. Đó. Cây này dài 20 nè, còn bao da rồi luôn nè ha. Hai cây. Cây này 20 nè ha. Ba cây. Rồi cây này hiệu gì mà có da băng nè, đó. Mới ha. 4 cây, 5 cây. Đó nè. Rồi, 5 cây, mã số 15 bán giá 150.000 anh em. Tiếp theo 16. Rồi, 16 bán giá 100.000 anh em. Gồm cây này thì nó có cái cán nè, ngoại hình cây này nè anh em thấy ha, nó thanh lý anh em. 100.000 ha, cây cưa cán cưa nè. Đó. Ngoại hình ở đây nè ha. Rồi, hai cái cần này thì không có cái cán anh em. Đó, giờ anh em mình thêm si cua, lỡ nó có gãy còn cái cán thì mình gắn vô. Đó, hai cần ha. Rồi ba cái nè, bán giá 100.000 ha, mã 16. Rồi tiếp theo mã số 17 ha, bán giá 100.000 anh em. Đó, cái này là cái hình như mình lấy dấu chỗ cái cạnh dán á, mình đưa vô mình đẩy cái gì nè anh em. Đó, này 4 cây đều cây nào cũng có chữ hết anh em. Đó. Cây nào cũng có chữ hết ha, 4 cây. Nè nó có cọn cử rồi đầy đủ hết ha, lưỡi thì không mẻ anh em, rất là bén. Cái này nó dài 10 14 anh em ha, nè anh em ha, đó. Chữ nè, nó có cử rồi đầy đủ hết ha. Rồi mã số 17, 4 cây bán giá 100.000 ha. Tiếp theo 18. Nó cặp này bán giá 100 anh em, đó, cặp kéo tỉa không có lò xo nha. Nó cây này lưỡi rất là đẹp. Lưỡi rất là đẹp ha, cây này dài 18 nè, còn cây này mini ha. Đó, vậy anh em mình gắn lò xo vô. Cây này dài chắc tầm 12 13 gì. Cây dài 14, cây dài 18, đó. Vậy anh em mình gắn lò xo vô ha. Rồi mã 18. 18 bán giá 100 anh em. Đó, 18 100. Rồi 19 là một cây kéo tỉa anh em ha. Rồi 19 bán giá 140.000 cho cây kéo tỉa anh em ha. Đó, cây này nó có chữ nha mọi người ha. Nè có chữ. Chữ nó nhỏ xíu à. Để lấy nét lên cho anh em ha. Nè anh em thấy ha, có chữ nè. Lưỡi thì không có mẻ nha mọi người. Đó. Ngoại hình ha, 1940.000. Cái này dài 21 luôn anh em. Rồi mã 1940. Rồi 2016, cây kéo luôn, kéo hà và kéo bướm nè, nó dày ha. Nó lưỡi không mẻ anh em. Có chữ nè ha, ngoại hình ha, nè. Đó. Cây này xây nó dài 21 rưỡi. Rồi, mã 20 bán giá 160. Rồi, 21. Đó, 21 bán giá 110.000 cho hai mũi đục ha. Đó, hai mũi đục ngày máy. Cây em đo cây nhiêu ly nha. Hai mươi chín đục này. Đục 20 ly nè. 20 ha, đó, đục 20. 19 20 nè, đó. Rồi mã số 21 bán giá 110.000 ha. 20 ly. Rồi 22 là một bộ làm vườn anh em, bán giá 130.000 ha. Đó nè, một cây 130.000 đó, một cây xúc đất nè ha. Nè một cây cây cào nè, đó cây này có chữ ha. Rồi. Đó, hai ha. Rồi, cây này nữa ha, ba cây. 4 này. 5 ha.
nó cái cào cào cây lưỡi hái nè 6 ha, nó tặng cho anh em cây theo mini xúc đất luôn 7 món. Rồi 7 món em bán giá 130.000 mã 22 ha, 130. Rồi 23. 23 em bán giá 210.000 đó. Cho hai cái đuôi chuột anh em. Con đuôi chuột nè, 23 210.000, cây này 19, 17, 21 nè của Super ha. 17, 21 của Super nè. Đó. Hoạt động bình thường. Đó, ngoại hình nè. Rồi cái này của Top, Top thì của 10 19 21. Đó, cũng như đủ số anh em 17 21 19 21 đó. Rồi. Rồi tặng cho anh em hai cây theo hai cây 17 17 14 luôn. Đó, tặng nha, cái này tặng ha. Rồi, mã 23 bán giá 210.000 4 món anh em. Tiếp theo 24 là cái mã lượt nhớt nè. Bán giá 100.000 ha, đó, hoạt động bình thường anh em. Nè, cái này có chữ nè ha, đó. Nè anh em thấy ha, có chữ ha, mã lượt nhớt anh em, găng thì còn rất là chưa có dập găng nè, đó. Rồi, mã số 24 bán giá 100.000 cho cây mã lượt nhớt. Rồi, 25 bán giá 80.000 ha. Đó, cây này thì bao nhựa nó còn mà nó bị hơi cũ. Đó, cây này thì của TTC anh em. Đó, găng nè. Đứng sẵn ha, bấm cót tút dây rồi luôn ha, xe dài 16 rưỡi. Bấm cót tút găng rồi luôn, xe dài 16 rưỡi ha, của TTC. Rồi mã số 25 bán giá 80.000 ha. Tiếp theo 26. Đó, bán giá 80.000 luôn. Cái chỗ này nó có để chữ da băng nè. À, đó chữ da băng nè anh em thấy ha, đó. Nè, dấu rít nè. Phần lưỡi nè ha, tuốt dây được luôn nha. Cây này cũng dài 16 rưỡi anh em. Có thể tách dây ra được luôn ha. Rồi mã 26 bán giá 80. Rồi 27 là một cái gian găng anh em. Đó, em bán giá 190.000 nè, đây là hiệu là Yamawa ha, nè Yamawa, trên đây nó để số 12, chắc nó 12 ly quá anh em, còn đủ đồ luôn nè ha. Đó, găng thì rất là im anh em, chưa dập ha, rất là ngon rồi. Trên đây nó để số 12, chắc 12 ly quá. Rồi mã số 27 bán giá 190.000 ha, đó, còn đủ đồ ha. Tiếp theo 28 bán giá 180.000 cho bộ này ha, cây kìm cắt và một cây kìm nè, cây kìm điện ha, cây này để chỉ sao băng luôn anh em. Cây này của em và mờ ha, nó dấu rít nè. Đó, cây này rất mới. Cây này thì bao da còn ngon lành luôn, con này thì của chết mắt. Đó. Một cây thì nó dài, cây thì nó dài 13 gữ. Còn một cây dài 16. Đó. Cây dài 13 rưỡi, cây dài 16. Rồi mã 28 bán giá 180.000 ha cho cây kìm cắt và cây kìm điện anh em. Đó, bao nhựa còn ngon lành hết ha. 180. Rồi mã số 29. Đó, 29 bán giá 110.000 cho 4 cây thước. Nè, đó, giờ anh em mình tự vệ sinh ha. Thước 5 mét rưỡi hết nha anh em. Một cây nè. Hai cây nè. Đó, 5 mét rưỡi hết. 2 cây, 3 cây ha. Cây này nó hơi bị gãn chỗ này nha. 4 cây, 5m5 hết. Rồi 4 cây bán giá 110.000 anh em. Mã số 29, 110.000. Tiếp theo 230 cây thước thủy bán 60.000 nha. Đó, cây này của Tajama luôn. Nó mất in Japan luôn nè. Đây nè ha, à, in Japan luôn em. Rồi cây này nó dài nhỏ anh em. Cây này ba tấc nha. Đó, cây này ba tấc. Rồi mã 30 60.000 ha. Nó thủy hai chiều còn ngon lành luôn. Rồi 31 bán giá 150.000 nè, một bộ vít nè. Nó cho anh em coi nè. Cộng có trừ có nè, ba cây nè. 4 nè. 4 với 4 là 8 nè ha. 8 nè. Bự nhỏ có nha anh em. 11 cây nè ha. 11
14 nè, 14 cây nè. Đó, 14 ha. Mười bốn với cái này, nó là 16, 18, 18 với 3 là 21 cây ha. 21 đặc biệt hai cây này đó, hai cây này là cán bằng đồng rồi, hai cây này cán bằng đồng đủ tiền anh em ha. Rồi mã số 31 là mã cuối cùng ha, bán giá 140.000 cho bộ, 150.000 cho bộ vít anh em ha. Đó. Rồi mã rồi anh em coi có món nào thích hợp thì cứ liên hệ em qua số điện thoại có ghi dưới phần tiêu đề nha mọi người. Rồi em xin kết thúc clip ha.